Theo dữ liệu trực tuyến của bấtđộngsản.com.vn, giá bất động sản không có chiều hướng giảm trong quý 2 năm 2024. Cụ thể, so với mức giá bán cùng kỳ năm 2023, giá bất động sản tại Hà Nội tăng trung bình 31% với chung cư, 19% với đất nền, 32% với nhà riêng và 18% với biệt thự. Ngay cả thị trường thành phố Hồ Chí Minh, dù thanh khoản còn yếu, nhưng giá bất động sản thành phố Hồ Chí Minh chỉ có xu hướng đi ngang. Các loại hình đất nền, nhà riêng, nhà mặt phố đều không còn xuất hiện tình trạng giảm giá. Riêng căn hộ chung cư còn ghi nhận tăng thêm 6% so với cùng kỳ. Các chuyên gia dự báo nhiều khả năng giá bất động sản sẽ còn tăng. Tại diễn đàn cao cấp cố vấn tài chính Việt Nam 2024, bà Dương Thủy Dung, giám đốc CBRE cho biết, giá bất động sản Hà Nội dự báo tăng trung bình 20% trong năm 2024, sang năm 2025 sẽ tăng khoảng từ 5 đến 6%. Với thành phố Hồ Chí Minh, giá nhà sẽ tăng khoảng từ 4% mỗi năm từ nay cho đến năm 2026. Những chỉ báo cho việc giá nhà chưa thể giảm cơ bản đến từ yếu tố cung cầu. Cụ thể, nguồn cung căn hộ do thị trường năm 2024 ước đạt khoảng 11.000 căn, tập trung chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 8.000 căn, trong khi đó nhu cầu thường trực của hai đô thị lớn nhất cả nước là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội luôn ở mức vài chục nghìn căn trên một năm. Nguồn cung ngày càng khan hiếm sẽ khiến giá nhà tăng mạnh, và dù tình hình nếu có được cải thiện dần trong thời gian tới thì về cơ bản giá nhà vẫn tăng.